Hôm đó, Sóc Trăng đã tổ chức buổi tọa đàm với sự tham gia của lãnh đạo Trung ương Đoàn, lãnh đạo tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. Hơn 200 đại biểu và khách mời đã tham dự, trong đó có 42 người đã nhận giải thưởng đương định của. Buổi tọa đàm cũng có sự tham gia của 40 đại biểu đại diện dự án tham dự chung kết cuộc thi dự án thanh niên nông thôn khởi nghiệp, cùng với 100 đoàn viên và thanh niên đến từ tỉnh Sóc Trăng và 50 cán bộ đoàn cơ sở và mô hình thanh niên khởi nghiệp trong tỉnh. Buổi tọa đàm được dẫn dắt bởi anh Ngô Văn Cương, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, với mục tiêu chia sẻ thông tin về chính sách thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam và khám phá những thách thức và cơ hội trong việc kết hợp nông nghiệp với công nghệ hiện đại. Buổi tọa đàm cũng tập trung vào việc khuyến khích thanh niên nông thôn tham gia khởi nghiệp trong lĩnh vực này. Các diễn giả và chuyên gia đã trao đổi ý kiến và chia sẻ kiến thức về các chính sách thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam cũng như những thuận lợi và thách thức trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Buổi tọa đàm cung cấp cho thanh niên nông thôn kiến thức và kinh nghiệm để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời tạo điều kiện để họ giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm, kết nối với nhau trong quá trình sản xuất và kinh doanh.